Lý do Việt kiều định cư có vài tháng ở Mỹ thì lại bỏ Mỹ và quay về Việt Nam. Thậm chí có người trở về nước ngay sau một tháng mang theo nỗi bực tức thù hận với xứ Mỹ, bởi sau khi họ bỏ hết công sức tiền của để mà chuẩn bị cho kế hoạch định cư Hoa Kỳ. Trong khi đó, biết bao người vẫn đang tìm mọi cách để mà có thể đặt chân tới được nước Mỹ. Đây là câu hỏi vô cùng nhạy cảm và nếu mà chẳng thẳng thắn trả lời thì sẽ đụng chạm đến không ít người. Cho nên những chia sẻ sau đây của tôi, nếu có lỡ trùng hợp với hình bóng của quý vị nào trong đó thì cũng mong mọi người bỏ qua cho. Bởi lẽ chỉ muốn mang những câu chuyện mà bản thân mắt thấy tai nghe, những điều mà bản thân đã trải nghiệm thực tế để mà giúp những người đến sau có cái nhìn tổng thể hơn và tích cực hơn về cuộc sống Mỹ. Ai trong chúng ta khi đã qua Mỹ định cư thì chắc hẳn đều hiểu rõ một sự vất vả khổ cực trong quá trình chuẩn bị. Có những người mòn mỏi chờ đợi để được sang Mỹ theo diện nọ, diện kia. Có người thậm chí còn chờ đợi tới hơn 10 năm. Trong suốt thời gian đó, dường như là tâm trạng chẳng thể tập trung làm được việc gì. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới được đặt chân lên xứ cờ hoa. Lúc mà giấc mơ Mỹ thành hiện thực, hoặc là có những người cũng chẳng coi Mỹ là giấc mơ mà chỉ đơn giản là nơi họ nghĩ có thể đổi đời. Bao nhiêu mong mỏi như vậy, và cuối cùng có người lại vẫn quay về Việt Nam chỉ sau vài tháng đặt chân đến Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng mừng ở đây là con số người quay trở về cũng không nhiều. Nếu tính ra tỷ lệ phần trăm thì thậm chí còn chưa đến 10%. Theo bản thân thì đã được tiếp xúc trực tiếp với hơn 6 trường hợp như vậy. Và thật là may mắn, họ đều cởi mở chia sẻ thật lòng. Câu trả lời của họ đa phần có nét giống nhau. Cho nên xin phép gom lại thành một vấn đề để mà chia sẻ. Điều đầu tiên, họ cảm thấy không có một sự yên tâm về cuộc sống ổn định lâu dài và cũng không nhận được sự giúp đỡ tận tình từ phía gia đình ở bên Mỹ. Thiết nghĩ rằng đó là những người kỳ vọng quá nhiều về cuộc sống bên đây, kỳ vọng về sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình mà không biết rằng ở xứ Mỹ, nếu mình không có tự lo cho bản thân mình thì chẳng ai có thể lo thay cho mình. Do đó khi sang đây, nhận được sự giúp đỡ hời hợt cho có của gia đình, họ sẽ cảm thấy thất vọng, chán nản và đương nhiên và sẽ quay trở về Việt Nam. Hoặc cả đôi khi sang tới bên đây tận mắt chứng kiến gia đình người thân bên này khổ quá, họ đâm ra sợ hãi rằng là không thể bám trụ nổi ở xứ Mỹ này. Từ đó, họ vô hình chung là kéo theo bao nỗi sợ khác. Sợ không tìm được việc, sợ không nói được tiếng, sợ không kiếm ra tiền. Và hàng ngày họ chỉ có biết tiêu tiền và tiêu tiền mà không thể tìm nổi định hướng cho tương lai của mình. Và cứ như vậy, họ nghĩ rằng tương lai sẽ khổ sở hơn rất là nhiều so với ở trong nước. Họ đành phải quay trở lại Việt Nam. Trường hợp thứ hai và phổ biến hơn cả đó là thường do xích mích với gia đình. Những người mới qua đây ai cũng chỉ biết bám víu vào người thân ở bên này. Nhưng khi qua rồi mới biết và mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Có người thì đi theo vợ, theo chồng qua Mỹ, tưởng như là cuộc sống sẽ được no đủ, sẽ có người để dựa vào. Nhưng ngờ đâu, cuộc sống ở xứ sở này ai cũng phải tự lực hết và ai cũng phải cố gắng hết. Hay đau lòng hơn nữa đó là cha mẹ già, tưởng là được con cái đón qua để mà phụng dưỡng. Nào ngờ lại phải trông cháu, trông nom nhà cửa, rồi hàng ngày còn phải chịu đựng những lời nói khó nghe. Tôi chứng kiến không ít trường hợp những người già vẫn cặm cụi đi lao động khổ cực hàng ngày để mà kiếm từng đồng vì không muốn mang tiếng ăn bám con cái. Lý do thì là như vậy, còn hậu quả khi bỏ về thì sẽ ra sao? Điều đầu tiên sẽ nhìn thấy nhất đó là việc đổ vỡ tình cảm gia đình, anh chị em thì trở mặt với nhau. Cha mẹ từ con cái thì từ mặt cha mẹ. Đồng thì sức mạnh tình cảm không thể hàn gắn được. Rồi tự nhiên giấc mơ Mỹ lại trở thành một điều gì đó xa vời, tan tành thành mây khói. Chưa kể bao nhiêu tiền của công sức để mà chuẩn bị qua Mỹ cũng không còn gì hết. Nhà cửa thì đã bán, ruộng đất thì cũng chả còn. Vậy thì làm sao để có thể tránh được những trường hợp như vậy? Thực lòng tôi muốn khuyên quý vị, khi đặt chân được tới xứ Mỹ thì không phải là điều gì mà dễ dàng. Nếu đã làm được thì hãy trân trọng cơ hội đó. Muốn vậy, ngay lúc ban đầu thì quý vị đừng có hy vọng quá nhiều vào cuộc sống bên đây. Vì càng hy vọng nhiều thì sẽ lại càng thất vọng thêm mà thôi. Điều thứ đến đó là hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch thứ hai để mà nếu như không có duy trì được cuộc sống ở Mỹ, thì mình có một con đường để mà lui.
Cuối cùng, nếu đã sang Mỹ định cư thì phải nhập gia tùy tục, phải chấp nhận cuộc sống Mỹ, văn hóa Mỹ, phải tự biết thay đổi bản thân cho phù hợp với cuộc sống bên này. Nếu làm được như vậy thì tin chắc rằng quý vị sẽ tự làm chủ được cuộc sống của mình và không cần phải lệ thuộc vào bất cứ ai và bất cứ điều gì. Viện lý địa hạt Santa Clara County đã công bố một bản phúc trình vào ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 10, khẳng định rằng là cảnh sát có lý do chính đáng khi họ bắn chết anh Thompson Nguyễn, 27 tuổi, trong một cuộc đối đầu trong khuôn viên của công ty điện lực San Jose trong tháng Giêng năm 2018 năm nay. Chi tiết về những gì xảy ra dẫn đến vụ bắn Thompson Nguyễn, một người có vấn đề về tâm thần vào tối ngày 9 tháng Giêng năm 2018, đã được mô tả trong bản báo cáo dài 44 trang và 3 đoạn video được thâu từ máy camera gắn ở trên cơ thể của cảnh sát. Theo bản báo cáo thì hai cảnh sát viên Adam Hudson và Timothy Face đã bắn Thompson Nguyễn một cách hợp pháp. Trong lúc anh này đang cầm một cây rìu và một ống sắt tại trung tâm năng lượng Medcare Furniture Center, 3 đoạn video cho thấy là hai ông Hudson và ông Face đi theo Thompson Nguyễn ngay sau 5 giờ chiều và yêu cầu anh buông rìu và nói rằng họ muốn nói chuyện với anh. Nhiều lần họ nói với anh là hãy buông vũ khí và anh ta nói tiếng Anh I didn't do anything và shoot me, tôi không làm gì hết và hãy bắn tôi đi. Cảnh sát trả lời rằng là họ không muốn bắn. Trong video người ta thấy Thompson Nguyễn di chuyển về phía bên trái của một chiếc xe cảnh sát nơi ông Hudson đang đứng. Mấy phát súng có thể được nghe trong video trước khi Thompson Nguyễn té xuống đất. Ông Hudson bắn 4 phát bằng một khẩu súng lục và ông Fay bắn thêm 4 phát nữa bằng một cây súng trường sau khi Thompson Nguyễn bước ngang qua ông Hudson tỉnh bơ, theo bản báo cáo cho biết. Ông Hudson đứng cách Thompson Nguyễn khoảng 1 mét khi ông bắn những phát súng đầu tiên. Trong bản báo cáo ông nói rằng ông không có thời gian để mà chuyển sang dùng một thứ vũ khí ít gây chết người, chẳng hạn một khẩu súng điện. Ông tin rằng Thompson Nguyễn sẽ dùng cây rìu tấn công ông hoặc là cảnh sát viên kia. Trong bản phúc trình, ông Fay nói là ông tin rằng Thompson Nguyễn sẽ làm cho ông Hudson bị thương nếu ông không bắn thêm mấy phát. Lúc đó, ông Fay không nhìn thấy rõ ông Hudson ở phía bên kia của chiếc xe cảnh sát. Trong một video, người ta không rõ là Thompson Nguyễn có vung ra một vũ khí nhắm vào hai cảnh sát viên hay không. Anh được các nhân viên y tế xác định đã tắt thở vào lúc 5 giờ 37 phút chiều. Kết quả xét nghiệm độc tố nơi Thompson Nguyễn cho thấy anh đang say thuốc ma túy. Lúc anh chết, giám định viên y khoa xác định là anh qua đời vì chảy máu bên trong cơ thể sau khi bị bắn 5 phát. Lúc đầu, cảnh sát đáp ứng một cú điện thoại từ một nhân viên báo tin về một người khả nghi tại cơ sở năng lượng tại số 1 ở đường Blanchard Road ở Nam San Jose. Thompson Nguyễn đã nhảy qua một hàng rào để vào cơ sở, theo cảnh sát cho biết như vậy. Một cuộc điều tra sau vụ nổ súng cho thấy có những cuốn nhật ký ở trong chiếc xe của Thompson Nguyễn được viết từ tháng 8 cho đến tháng 10 năm 2017. Trong một đoạn nhật ký, Thompson nói rằng các nhân viên của cơ sở năng lượng đó đã đặt những con chip vi mạch ở trong não anh để xóa trí nhớ của anh. Trong tháng 9 năm 2017, Thompson Nguyễn bị giam 72 giờ trong một cơ sở tâm thần khi anh ta đi vào giữa dòng xe cộ đang chạy và kêu tên của người bạn gái. Anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần vào thời điểm đó, nhưng những người thân ở trong gia đình không nhớ là anh được viết toa thuốc như thế nào. Cảnh sát cũng được gọi đến nhà của anh trước khi anh cầm một con dao và các thân nhân xin cảnh sát là hãy rời khỏi đó vì họ không muốn cảnh sát bắn Thompson Nguyễn. Theo các cuộc phỏng vấn của cảnh sát với chị và anh của Thompson Nguyễn như vậy. Cảnh sát lục soát ba lô của Thompson Nguyễn sau khi anh chết và tìm thấy mấy con dao, một đôi còng tay, đèn pin, bình xịt hơi cay và một bản sao huy hiệu cảnh sát. Sau khi nhận được một tờ chép tòa lệnh khám xét chiếc xe của anh, cảnh sát đã thu hồi 3 cây sào, 1 thanh kiếm, 7 con dao, 1 cây côn nhị khúc, 1 máy ảnh GoPro và 2 cuốn nhật ký. Trong bản phúc trình, công tố viên David Boyd viết rằng bất cứ cảnh sát viên nào cũng sẽ kết luận rằng Thompson Nguyễn, dù là có vấn đề về sức khỏe tâm thần hay là không, đã quyết định rằng anh ta sẽ chết ngày hôm đó. Và nếu anh phải tấn công một cảnh sát viên bằng một thứ vũ khí để mà được chết, thì anh sẽ làm như vậy.
Sau khi cải tổ xong thuế thì tiếp theo sẽ là welfare. Theo như họp báo thì welfare là thứ mà Tổng thống Donald Trump muốn thay đổi. Đặc biệt là ngay cuối năm nay, Tổng thống sẽ cải tổ lại. Tổng thống Donald Trump tại buổi họp nội các vào sáng ngày hôm nay cho biết ông muốn cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội sau khi hoàn tất cải tổ thuế vào cuối năm nay. Ông Trump lâu nay đã tỏ ra quan tâm đến vấn đề này. Ông từng tuyên bố vào hồi tháng 10, cải tổ phúc lợi xã hội trở thành vấn đề rất lớn và người ta đang lợi dụng hệ thống. Ông Trump cho rằng Mỹ đang rất cần thay đổi và chính phủ sẽ sớm đưa ra kế hoạch. Theo phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders, thông tin cụ thể hơn sẽ được công bố vào đầu sang năm. Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu rục rịch về vấn đề này và ông Trump bày tỏ mối quan tâm cho các vị lập pháp Cộng Hòa. Paul Winfrey, Giám đốc về chính sách ngân sách và là Phó Giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa, tại một buổi họp của Tổ chức Bảo thủ Heritage Foundation diễn ra vào tuần trước đã tiết lộ. Ông và một người khác chịu trách nhiệm đưa ra đề nghị cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội quan trọng. Ông Winfrey cũng cho biết thêm, họ đã soạn thảo sắc lệnh trong đó vạch ra những nguyên tắc của chính phủ và yêu cầu các cơ quan đưa ra đề nghị. Tổng thống thực sự là muốn dẫn đầu vấn đề này. Ông đưa ra thông điệp rõ ràng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo quốc hội cho họ biết phương hướng. Ông Winfrey nói như vậy. Cải tổ phúc lợi xã hội là vấn đề thách thức của cựu Tổng thống Bill Clinton. Trong thời gian tranh cử vào năm 1992, ông Clinton hứa hẹn là chấm dứt phúc lợi xã hội mà chúng ta vẫn có. Nhưng phải chật vật lắm vào tháng 8 năm 1996, ông mới ký ban hành luật trợ giúp tạm thời gia đình nghèo khó, với sự chia rẽ nội bộ và phản đối từ Đảng Cộng Hòa. Đạo luật này thay thế luật cũ trợ giúp những người gặp khó khăn vô điều kiện. Đạo luật trợ giúp tạm thời cho người nghèo TANF chỉ hỗ trợ tạm thời và người nhận phúc lợi phải đi làm, học nghề, xin việc trong thời gian ăn welfare. Hơn 20 năm qua, TANF vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Một số nhóm cấp tiến vẫn không ngừng chỉ trích trong thời gian vận động tranh cử năm ngoái. Bà Hillary Clinton cũng đối diện với những chất vấn từ các nhà hoạt động xã hội cho rằng đạo luật này trừng phạt người nghèo. Và bây giờ thì Tổng thống Donald Trump lại muốn đặt con dấu lên hệ thống phúc lợi xã hội. Trong đề xuất ngân sách năm 2018 ban đầu được đưa ra vào khoảng tháng 3, ông Trump tìm cách là cắt giảm đáng kể ngân khoản dành cho Medicaid, tem phiếu thực phẩm, trợ cấp tiền học cho học sinh, v.v. Nàng Việt Kiều xinh đẹp thực sự là bức xúc và lên tiếng khi cứ về quê ăn Tết lại bị vòi quà. Cứ mặc định Việt Kiều là phải sang chảnh, phải mừng tuổi nhiều hơn, quà cáp nhiều hơn, là cái máy ATM ai thích vay là được, chán lắm, về làm nông dân cho nó sướng, đỡ ai trách móc, đỡ ai tưởng bở. Cứ về Việt Nam vào mỗi dịp Tết đến để thăm gia đình và bạn bè, thì bạn bè lại trách móc vì không có quà tặng. Cô nàng Việt Kiều Dương Quỳnh Tâm đã bức xúc lên mạng đáp lời. Những lời lẽ thẳng thắn và có phần đanh đá nữa của cô nàng đang định cư tại Singapore này đã bóc mẽ thói quen vòi vĩnh quà cáp từ những người thân là Việt Kiều của nhiều người, cũng như là nói về nỗi khổ âm thầm của những người Việt đang sống ở xứ người. Quỳnh Tâm chia sẻ, vừa bị nhắn tin trách móc Việt Kiều mà trả cho tao được lọ nước hoa nào. Đến khổ, ghét nhất là cái mác Việt Kiều. Ghét nhất là bị ai đó gọi mình là Việt Kiều, nghe nó rởm đời lắm. Việt Kiều thì cũng phải học mặt đi mà làm, Việt Kiều thì cũng phải lo cho cái cuộc sống. Đấy là mình còn chưa phải đi rửa bát, móc cống như là nhiều Việt Kiều Mỹ đấy. Các bạn tưởng là cái mác Việt Kiều là oai à, cứ lấy chồng nước ngoài là tiền tiêu như nước ư, cứ như in ra tiền vậy, không có cái mùa xuân ấy đâu. Cô cho rằng ai cũng phải làm việc và trăm thứ gánh nặng phải lo và một tay vun vén hết đấy ạ. À. Đâu phải cứ dưỡng dẹo váy bướm sang chảnh đi chơi suốt ngày như là các bạn nghĩ đâu.
Cả các anh, các chị và các bạn nợ nần nữa, không phải thấy em dễ tính mà cứ ăn bánh dưa bơ thế đâu nhé. Cứ ăn Tết cho ngon đi, rồi ra Tết lo mà trả người ta đi nhé. Cho vay thì đứng, đòi nợ thì quỳ, trong khi các anh, các chị vẫn có tiền ăn chơi, thậm chí là cờ bạc nữa. Trả tiền đi, Việt Kiều này nghèo lắm, Việt Kiều này không có tiền đâu, không in ra tiền được đâu. Cô cho rằng ai cũng phải làm việc và trăm thứ gánh nặng phải lo và một tay vun vén hết, đâu phải cứ dẫn dẹo váy bướm sang chảnh đi chơi mà tự nhiên tiền lại ở đâu lại chui vào túi. Những chia sẻ chân thành mà thấm thía của Quỳnh Tâm, dù chỉ trên trang cá nhân của cô cũng như là kể câu chuyện riêng tư của mình, nhưng đã nhận được sự đồng cảm của nhiều dân mạng, nhiều ý kiến tán đồng quan điểm của Tâm và cũng cho rằng việc ép ai đó phải có quà cắt cho mình chỉ vì họ là Việt Kiều là vô lý và cũng là ích kỷ. Quỳnh Tâm kể cô đã kết hôn với một người chồng là người Singapore và sinh sống ở đất nước xinh đẹp đó đã được 6 năm. Kết hôn xong, cô chuyển sang đó sống cùng gia đình chồng, tạo một ngôi nhà gần sân bay cho tiện việc đi lại cho cả nhà. Vì công việc của các thành viên trong gia đình Tâm phải di chuyển thường xuyên, và hiện tại cô kinh doanh nhỏ một số mặt hàng đồ xách tay về Việt Nam, kinh tế chủ yếu vẫn là chồng lo. Tâm chia sẻ, mình khá là may mắn khi được sống trong gia đình nhà chồng, có điều kiện khá tốt nên không phải làm việc gì nhiều, kể cả việc nhà, chồng cũng rất thương yêu chăm sóc mình. Tuy nhiên mình cũng ý thức được tầm quan trọng của độc lập tài chính nên cũng quyết định tự làm việc và kinh doanh nhỏ để chủ động kinh tế riêng. Mình cũng là người chăm chỉ làm việc và rất đam mê công việc. Cô cũng thẳng thắn cho hay, khi mình được hay là đúng ra là bị gắn cái mác Việt Kiều, có một số thay đổi. Trong mắt mọi người mình được đề cao hơn một chút, hình ảnh có vẻ sang chảnh hơn một chút, nhưng đi kèm theo đó là nhiều vấn đề nảy sinh. Đi chợ mà mặc cả là họ biểu môi, khiếp, tiêu tiền đô la mà cũng mặc cả. Dù là mình mới chỉ hỏi là cô có giảm được giá nào không cô? Đây là câu hỏi rất phổ biến ở nước ngoài, bất kể người giàu hay là người nghèo, thì khi mua đồ họ đều hỏi như vậy. Còn ở mình, nhiều người sĩ diện không dám hỏi câu đó thôi. Bị gán mác Việt Kiều cũng gây cho mình nhiều thứ không thuận lợi. Ví dụ như là việc bị tăng giá, chặt chém. Khi biết mình là Việt Kiều, hoặc là mình muốn cho ai cái gì cũng phải đắn đo, không vô tư như trước được. Vì cho họ xong có khi chẳng được lời cảm ơn mà còn bị nói xấu. Cũng có người cứ mặc định Việt Kiều là phải sang chảnh, giàu có nên khi thấy mình giản dị quá thì họ lại bất ngờ. Tất cả là do họ thôi, từ họ vẽ ra cái chân dung và lầm tưởng về những Việt Kiều, để rồi khi không được như là họ kỳ vọng thì họ sẽ lại trách móc, nói nọ, nói kia, rất mệt mỏi. Quỳnh Tâm khẳng định, mình không quan trọng cái danh xưng Việt Kiều và nói thật là rất ghét bị gọi là Việt Kiều. Nghe nó nửa mùa lắm. Tôi thích sống là chính tôi, giản dị khi tôi muốn, không thích bị áp đặt một chân dung khác lên mình. Mình chưa khi nào tự nghĩ mình là Việt Kiều, vẫn mãi chỉ muốn mình là một người con đất Việt, giản dị và chăm chỉ thế thôi. Đáp lời những người cho rằng cô có vẻ chi ly khi nói đến chuyện quà cáp cho người ở nhà, Quỳnh Tâm chia sẻ rằng, thật ra là mình ít khi muốn nói đến vấn đề này vì nó khá là nhạy cảm. Nhưng có lẽ là mình càng im lặng thì họ càng không hiểu, đến mức bức xúc quá thì có lên tiếng chút thôi. Về vấn đề bị moi quà, mình không phải cá nhân duy nhất mà là rất nhiều kiều bào đã cùng chung cảnh ngộ. Việc những kiều bào xa xứ khi về thăm quê hương thì mang quà bánh cho người thân là điều hết sức bình thường và đáng quý trọng. Họ hàng mình rất may mắn là không ai trách móc hay là gợi ý quà cáp, và mình cũng luôn sẵn lòng mua cho họ những món quà nho nhỏ. Nhưng mình cũng hiểu sự nhạy cảm của việc tặng quà khi mà họ hàng người thân khá là đông, khó tránh khỏi việc bị trách móc. Ví dụ quần áo, bánh kẹo, mỹ phẩm, vân vân thì không nói làm gì. Nhưng nhiều người vòi vĩnh cả điện thoại đắt tiền, vòi cả hàng hiệu. Nếu đủ thân quen và đủ tình cảm, việc tặng quà cho họ cũng là chuyện bình thường. Nhưng thật buồn cười ở chỗ là có những người không đủ thân thiết, hoặc là có khi cả nhiều năm không gặp, không thèm hỏi han nhau câu nào, khi biết mình lấy chồng ngoại quốc thì là bỗng dưng xuất hiện để vòi quà một cách hết sức là vô lý.
Những trường hợp như vậy mình thường thẳng thắn từ chối luôn. Hoặc là có những trường hợp bạn bè mình cũng than thở khi về thăm quê là mang đồ cho mình thì ít mà phải tải quà cáp cho họ hàng thì quá nhiều. Vậy mà còn bị nói xấu, thật chẳng biết sao cho vừa lòng. Thẳng thắn mà nói về việc bản thân đã từng bị quỵt nợ, cô nàng Việt Kiều xinh đẹp chia sẻ. Một số người bạn nghĩ là mình là Việt Kiều, chắc có tiền, nên khi khó khăn cũng có hỏi mượn. Mình không giàu có gì và cũng không quan trọng cái danh xưng Việt Kiều, nhưng thấy họ khó khăn mà mình đủ khả năng giúp đỡ thì giúp thôi. Vậy mà 5 tháng qua đi, họ không chịu trả tiền cho mình, còn nói là Việt Kiều thiếu gì tiền nên chưa cần trả ngay. Thậm chí là có trường hợp họ chê lì, không thèm trả, cho khi mình thấy họ vẫn có tiền ăn chơi và đi du lịch. Họ không hiểu rằng cái đồng tiền mình giúp họ cũng là đồng tiền mình khó nhọc làm ra và tích góp, chứ tiền không có từ trên trời rơi xuống được. Cô cũng tiết lộ, cô biết nhiều Việt Kiều phải chịu áp lực rất nặng từ cái mác hải ngoại và từ phía người thân, gia đình ở Việt Nam. Mình may mắn là khi làm công việc của mình cũng chính là mình tạo ra nên không nặng nhọc cho lắm. Nhưng mình biết nhiều Việt Kiều nghe oai lắm, nhưng họ phải lao động chân tay rất vất vả ở xứ người. Đồng tiền làm ra phải chi trả đủ thứ, cuộc sống có khi còn khó khăn, khổ cực hơn khi ở Việt Nam. Vậy mà khi về Việt Nam, nhiều khi vì sĩ diện cái mác Việt Kiều, họ mua cả đống rượu ngoại, quà bánh cho họ hàng, để rồi khi trở về xứ người, họ là phải oằn lưng làm việc mà trả nợ. Điều đó thật chẳng đáng chút nào. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.